running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we ain't sick again. See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, your words safe and darling. Show me yourself if you're out there. I'll give you my world.
Will you give your hand and say follow me, leading us home? And if I lose my step, you got me, balance on the edge of these cliffs. If I think about it, this is it. I don't mind. Hãy thưa toàn thể quý cô ông cô bà, quý cô chú bác, quý vị ân thân nhân, toàn một niềm vui lớn lao và hạnh phúc cho tình yêu của Minh Chí, Minh Phương cũng như tình thông gia của hai gia đình chúng tôi. Trong buổi trưa ngày hôm nay tại nhà hàng Tiệc Lưới Bánh Thảo, gia đình chúng tôi cùng đôi bạn trẻ được long trọng chào đón toàn thể quý vị, toàn thể lên đây để chung vui niềm vui niềm hạnh phúc, chúc mừng tình yêu, chúc mừng tình thông gia. Chính sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao cho tình yêu hạnh phúc. Lời đầu tiên, trong niềm vui hân hoan, cho phép MC Xuân Thanh được thay lời gia đình ông bà chủ hôn, đôi bạn trẻ Minh Chí, Minh Phương, nhà hàng Tiệc Lưới Vũng Tàu và anh em ban nhạc hát 3T xin được gửi đến quý vị lời chào, lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, yêu và được yêu là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi một người chúng ta. Chính tình yêu sẽ đưa chúng ta đến bến bờ của vinh quang, bến bờ của hạnh phúc. Trải qua thời gian tìm hiểu khá dài lâu, đôi bạn trẻ Minh Chí, Minh Phương đã đến với nhau bằng trọn cả trái tim yêu thương. Để hội ngày hôm nay, chính tại nơi đây, quý vị đã hân hoan cùng chúc mừng cho tình yêu lứa đôi, cũng như chúc mừng tình thông gia của hai gia đình chúng tôi. Thưa toàn thể quý vị, về với nhà hàng chúng tôi là về với yêu thương. Với những công nghệ tiên tiến, nhà hàng chúng tôi cùng toàn thể quý vị đồng hành trên con đường yêu thương, con đường của hạnh phúc. Và ngay giờ phút này, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về phía màn hình chính của nhà hàng chúng tôi để cùng đón nhận những giây phút yêu thương, những khoảnh khắc tình yêu tuyệt vời nhất cho tình yêu của đôi bạn trẻ Minh Chí và Minh Phương. Cũng trong bầu không khí hạnh phúc này, ban tổ chức chương trình trọng được tuyên bố buổi lễ tân hoan
Chí và Minh Phương xin phép được bắt đầu. Xin chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ, chúc mừng tình thông gia của hai gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng không phủ kín công cha. Niềm vui lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là được chứng kiến con mình lớn khôn trong vòng tay yêu thương, để rồi bay cao bay xa, tìm đến với nhau bằng cả trái tim tình yêu và hạnh phúc. Ngày hôm nay còn là một hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi và tình yêu của tôi khi được đón tiếp quý vị cùng về chung vui, niềm hạnh phúc. Và ngay giờ phút này, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho họ nhà trai, cũng chính là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay, sẽ đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia có lời chào, lời cảm ơn và lời chúc mừng. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Xin kính thưa toàn thể hội trường, xin kính thưa quan viên hai họ. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt gia đình xin gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất. Được sự thống nhất giữa hai bên gia đình, hôm nay gia đình chúng tôi một ngày lành tháng tốt tổ chức lễ tân hôn cho con trai chúng tôi, tên là Minh Trí, sánh viên cùng Minh Phương. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị cùng quan viên hai họ đã ưu ái bớt chút ít thời gian quý báu của mình đến chung vui và chúc phúc cho hai con chúng tôi, cũng như bao gia đình chúng ta ở đây trong quá trình tổ chức không tránh khỏi sự thiếu sót. Gia đình chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của toàn thể quý vị cùng quan viên hai họ. Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị cùng quan viên hai họ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ phía vị đại diện cho họ nhà trai, cũng chính là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay, và đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia có lời chào, lời cảm ơn và chúc mừng cho tình yêu hạnh phúc. Để đền đáp tri ân, xin mời các bạn trẻ Minh Trí, Minh Phương hãy cùng tay trong tay trở về với các bánh huyền ương để cùng chung tay các chiếc bánh hạnh phúc cho sự ngọt ngào và thủy chung. Thưa quý vị, giờ phút ngọt ngào thủy chung chính là giờ phút này khi mà đôi bạn trẻ Minh Trí, Minh Phương đã chung tay trong tình yêu lứa đôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn và xin mời đôi bạn trẻ tiếp tục trở về với tháp hình quê hương để cùng chung tay góp ly hiệu nồng, ly điều của thủy chung đức hiếu dâng lên cha mẹ để thay cho lời đền đáp nghĩa là ơn sâu, đặc biệt là cảm ơn đến tất cả quý vị ngày hôm nay và về chung vui niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, những dòng hiệu nồng từ máu đỏ con tim đang được hòa quyện vào nhau, minh chứng cho tình yêu của các bạn trẻ sẽ mãi được hòa quyện vào nhau như nước sông biển lớn. Một lần nữa xin được chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng tình yêu. Vâng, xin chúc mừng và xin mời các bạn trẻ hãy cùng dâng hiệu lên quý cha mẹ để thay cho lời đền đáp nghĩa là ơn sâu. Xin chúc mừng và xin mời các bạn trẻ tiếp tục dâng hiệu với đoàn họ nhà gái. Một lần nữa xin chúc mừng quý hai gia đình và giờ phút này xin mời Minh Trí, Minh Phương hãy cùng cầm hai ly rượu trở về vị trí trung tâm. Hai bạn hãy đứng nhìn vào nhau, cầm rượu bằng tay phải và hãy tròn tay nhau qua tượng trưng cho lời nguyện ước tình yêu mãi mãi bay xa. Vâng, kính thưa quý vị, giờ phút hạnh phúc chính là đây. Và xin mời quý vị sẽ được đeo ly của mình lên cùng ôm hai điều chúc mừng tình yêu, chúc mừng tình thân gia. Xin mời quý vị ạ. 1, 2, 3, chúc mừng. Xin chúc mừng và xin mời quý hai gia đình hãy bước lên cùng ly về tình thân gia của mình. Giờ phút này xin mời quý hai gia đình và các bạn trẻ hãy cùng cùng ly với nhau ạ. Vâng, rất tuyệt vời, một lần nữa xin chúc mừng tình thân gia của hai gia đình. Và kính thưa họ nhà trai, ngày hôm nay nhà hàng được lãnh đạo chúng tôi có món quà dâng tặng cho các bạn trẻ Minh Trí, Minh Phương làm kỷ niệm cho ngày yêu thương. Và xin mời các bạn trẻ hãy cùng nhận quà của chúng tôi thay cho lời chúc mừng ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn, chúc mừng tình thân gia của hai gia đình. Chúc mừng tình yêu của Minh Trí, Minh Phương trong năm tình viên mãn và bầu nghĩa phu thê. Xin mời các bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến với quý vị khách
hay niềm vui. Xin cảm ơn và chúc mừng. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu.